Hôm nay mình làm đám hỏi các chị ạ. À. Nghĩ lại tình yêu của bọn mình buồn cười lắm. Nhà anh cách nhà mình 200 mét. Nhà anh có vườn cây ăn quả rất rộng. Ngày xưa mỗi lần đi học qua mình đều nhìn vào xem anh có nhà không. Vì mình rất thích anh. Tại anh đẹp trai lắm. Đẹp trai kiểu lạnh lùng hiền lành á. Sau mấy lần tỉ tê với mọi người thì biết được tính anh nhắc gái. Đi làm về chỉ có ở nhà không dám đi đâu. Chưa từng dẫn người yêu về nhà. Mình mới mạnh dạn đến nhà anh xin quả Mỗi lần đi xin là mình lại rủ một đàn con nít kéo nhau đến xin Chứ đi một mình ai dám, ngại lắm luôn Mỗi đầu mình xin xoài chua, anh không trả mở cửa mà gọi mẹ anh ra Mẹ anh thì làm cùng cơ quan mẹ mình, nên cô cháu rất quý nhau Cô hái cho mình rất nhiều xoài luôn Đến hôm sau biết được chiều cơ quan mẹ mình có đi ăn liên hoan Mình lại rủ con nít mò đến nhà anh xin khế Mẹ anh không có nhà, anh phải ra mở cổng Nhưng lần này may quá, Cây khế cao quá không ai lấy được quả Thế là anh lại trèo lên hái quả cho mình và lũ trẻ con Lúc này mình với anh chỉ chào hỏi xã giao Và mình có trêu anh mấy câu vui vui thôi Anh đỏ ửng mặt không nói lại câu gì Hái xong bọn mình ra về Mình mới nhanh trí để luôn đôi dép ở sân đi bộ về Về đến nhà mình mới vào nít anh nhắn tin Anh ơi em là Hiền Lúc nãy em có đến nhà anh xin khế Em có để quên đôi dép ở đó không anh Tầm 15 phút sau anh chép lại Có em đôi này phải không anh chụp ảnh đôi dép đang cầm trên tay gửi cho mình Mình lập tức trả lời lại Dạ đúng rồi anh Anh trép nhưng xin lỗi em Giờ dép đã là của anh mất rồi Cái gì trong nhà quan đều là của quan Thôi coi như phí xoài với khế mấy bữa trước nha Đọc đến đây mình cũng bất ngờ Vì mình nghĩ là anh nhát gái lắm Nhưng đọc tin nhắn thì mình không nghĩ vậy Mình cũng bắt đầu chém gió với anh Đêm nào hai anh mình cũng nói chuyện đến nửa đêm mới ngủ cách một tuần mình không đến xin nữa anh thấy mình không đến xin liền nhắn tin năn nỉ mình đến xin đi cây sai quả rụng hết vườn rồi mình cũng không đến chiều hôm sau thì thấy anh đẩy xe rùa sang nhà mình một xe rùa xoài ổi cốc ghế quả hồng nữa mẹ mình thấy vậy chạy ra hỏi mẹ cho bác à bác xin nhá anh cười rồi đáp lại mẹ mình của hồi môn cháu mang sang cưới em hiền á cả mẹ mình với anh cười phá lên mẹ mình thì cứ bác gã luôn cưới luôn mình thì thẹn không dám ra mặt mẹ mình thì cứ nó ở trong nhà đó vô chơi anh vô nhà mình mới chạy ra nói chuyện anh bảo sau lúc sang xin quả hùng hồn thế cơ mà giờ thấy anh lại trốn hai anh em nói chuyện được một lúc thì anh về từ đó trở đi cứ cuối tuần mình mà không sang xin anh lại đẩy cả xe rùa sang mà cũng từ đó mẹ mình làm cái gì cũng bắt mình mang sang nhà anh làm bánh cũng bảo mang sang làm chè cũng mang sang mình với anh dần dần yêu nhau lúc nào không biết một hôm anh dẫn mình ra vườn rồi lấy cho mình một quả mít sau anh cầu hôn mình, anh bảo cây mít tự tay anh trồng, trồng được 9 năm mới ra được một quả. Lúc đầu anh nghĩ anh sẽ là người ăn quả này, không ai được ăn quả đấy cả. Anh bảo vệ nó ngày ngày, ấy vậy mà giờ anh thích em, cho nên quả mít này là phần em. Tuy anh không ngọt ngào và tình cảm, nhưng quả bơ của anh thì muôn phần thơm béo và ngọt ngào. Nó là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em anh còn nói chắc cây mít biết anh năm nay lấy vợ nên chỉ ra đúng một quả để dành cho mình anh nói xong là mình cứ cười đứng mãi đang chuẩn bị tình cảm đắm đuối hôn nhau thì mẹ anh chạy ra quát mày dẫn em ra vườn cho chết nắng hả thằng kia dẫn em vào một tháng sau thì phụ huynh biết chuyện chúng mình yêu đương và ba tháng sau thì hai bên làm đám hỏi cho chúng mình đi lại cho dễ dàng có nơi có chốn đó các mọi người thích ai thì hãy cứ mạnh dạn vào biết đâu họ cũng thích mình và mình được sống hạnh phúc cùng họ suốt đời thì sao Bố mẹ mình chỉ có hai cô con gái là mình và chị Diễm. Chị mình đã kết hôn, làm dâu của một nhà có tiếng trong cùng tỉnh, cách nhà mình khoảng 30 cây số. Vì gia đình thông gia rất giàu, lại thêm anh rể mình, anh Vũ, là người có học thức, lương tháng cao, biết chăm lo cho vợ con lắm, chị mình trở thành niềm tự hào của cả gia đình. Mỗi lần chị về, nhà mình trơm trả và hạnh phúc vô cùng lắm. Hè nóng nực, nhà mình đâu có điều kiện lắp điều hòa ai nấy mồ hôi nhễ nhại chen chúc ở một góc phòng với cái quạt cũ dùng lâu lắm rồi ấy vậy mà chị diễm nhà mình mua được hẳn chiếc quạt hơi nước về để biếu bố mẹ cả đời hai bố mẹ đã bao giờ được dùng đồ đắt như vậy nên thích lắm nhờ chị bố mình có thuốc để điều trị bệnh đau dạ dày và mẹ mình cũng đỡ áp lực trong chi tiêu chị còn bỏ tiền ra lợp lại mái nhà đã bị thủng lỗ chỗ mình cũng được chị cho tiền tiêu vặt thi thoảng học phí của mình được chị gái đóng cho con không thiếu tiền cả nhà cứ tiêu thoải mái không phải lo cho con chị khoe nhà chồng đối xử với chị rất tốt chu đáo không để cho chị thiếu thốn thứ gì cuối tuần anh vũ luôn đưa chị đi làm đẹp và cứ vài tháng gia đình bên ấy đi du lịch một lần toàn đi nước ngoài thôi mẹ mình hay phấn khởi nói hoài phải cố gắng kiếm được anh chồng tốt như chị bố mẹ yên tâm lắm mình ngưỡng mộ chị mình vô cùng Cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc như chị là mơ ước của bao người. Sau đó 2 năm, chị sinh con trai đầu lòng, cháu Bin. Khi cháu cứng cáp hơn, mình có lên nhà chị chơi, giúp chị trông cháu. Tất nhiên là mình được thông gia toán tiếp rất nồng nhiệt. Họ chào đón mình bằng những món ăn mình chưa bao giờ được ăn. Cháu cảm ơn ông bà, đồ ăn ngon quá. Mình vừa tắm tắt khen vừa gắp miếng thịt. Cháu cứ tự nhiên, nếu thích ăn thì cứ cầm về. Hai bố mẹ ăn cùng. Bà thông gia nhiệt tình nói. Mình đã tưởng rằng mọi chuyện và gia đình này quá tốt đẹp như thế, chờ đến khi biến cố xảy ra. Trong lúc chị mình nấu cháo cho Bin, chị có nhờ mình trông cháo. Hai dì cháu chơi rất vui, bé hớn hở đùa chạy, tiếng cười vang cả căn nhà. Một phút sơ ý, cháu Bin chạy va vào phít nước nóng. Mình lao lại bế cháu lên, thì một chân của cháu đã đỏ ẩn lên. Nghe tiếng con khóc ầm, chị mình hốt hoảng chạy ra. Không kịp nghĩ, hai chị em tức tốc đèo nhau chở Bin vào bệnh viện. Cũng may, bác sĩ nói vết thương tương đối nhỏ, không có gì đáng lo, bôi thuốc và thai băng vài ngày bé sẽ khỏi. Mình đã ngây thơ nghĩ chuyện chả có gì nghiêm trọng. Khi đang xem tivi ngoài phòng khách, mình nghe thấy tiếng chị mình khóc lóc ở trong bếp nên tò mò nhìn lén. Chị mình đang quỳ dưới nền nhà ôm chân mẹ chồng khóc lóc. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, xin mẹ tha lỗi cho con. Một cái tác dán vào má chị mình, mạnh đến nỗi chị mất thăng bằng mà ngã xuống. Mẹ chồng chị quát, vậy trông con kiểu gì mà để cháu tao nó bị phỏng như vậy có mỗi việc ở nhà trông con mà cũng không ra hồn do quá tức giận mình đã lao ra và hơi to tiếng lỗi này là do cháu bác trách mắng cháu là được rồi sao bác lại còn đánh chị cháu như vậy bác sĩ cũng bảo không có gì nghiêm trọng rồi ba nét mặt bà thông gia thoáng bất ngờ nhưng lại trở về dáng vẻ hà khắc vốn có tao có quyền dạy con dâu của mình không khiến mày phải dạy tao phải làm như thế nào đúng là cái thứ nhà nghèo vô học bố mẹ không dạy chúng mày hả mà sao mà mày y chang câu chị mày Biết điều ngoan ngoãn Thì có gì ngon tao còn cho ăn Mình tính đấu khẩu với bà ta một trận Nhưng chị mình đã lao đến lắc đầu Ra hiệu mình dừng lại Mình đã nuốt cục tức vào trong Lòng mình uất nghẹn khi thấy chị quỳ xuống Luôn miệng nhận tất cả lỗi lầm về chị Nước mắt mình trào ra Thì ra bấy lâu nay Tưởng chị sung sướng khi được làm dâu nhà giàu Ai ngờ khổ cả hơn con ở Anh Vũ có biết không ạ à? Mình khẽ hỏi chị chị mình im lặng không nói, mặt chị vô cảm nhìn vào khoảng không, mình bực quá buộc miệng để em về nói với bố mẹ. lúc này chị mình òa à lên nước nở, nhìn thẳng vào mắt mình, chị nói giọng khẩn khoản, chị xin em giờ có nói ra thì cũng không giải quyết được gì đâu, chị mà bỏ gia đình này thì làm gì có tiền có quà đắt tiền gửi về cho gia đình mình được, bố mẹ thì đã già lại còn hai đau ốm, chị thì không được học hành đến nơi đến chốn, rồi chỉ biết phải làm gì. em còn nhỏ, thôi em ạ. À chị chịu được Nhìn người chị tội nghiệp Cũng từng là con gái được bố mẹ yêu thương Giờ đi làm dâu nhà người ta Bị đối xử không ra gì Cũng cố chịu được nín nhịn Chị đã hy sinh cho gia đình quá nhiều rồi Nhưng mình đã hứa Sẽ không tiết lộ điều gì với bố mẹ Quà cáp to thế Ông nhìn này hộp này phải tiền triệu chứ ít gì Mẹ mình cầm hộp quà mình mang về Vui vẻ bảo bố Mình nuốt nước mắt vào trong Kể về những điều tốt đẹp bên nhà thông gia Nhưng mình hiểu rằng Hợp quả ấy như là lương tháng làm ô xin của chị mình vậy mình và vợ ly hôn không phải nguyên nhân là phản bội ngoại tình chỉ đơn giản là hai người đã không còn tiếng nói chung và không yêu nhau nữa ly vợ mình sẽ là người nuôi đứa con của mình bé hạ trước khi rời đi mình nhận đưa con tới trường lần cuối nhìn con bé vui vẻ cầm trên tay chiếc bánh mì kẹp mà mình đau lòng khôn xiết con nhớ ngoan vâng lời mẹ và cô giáo nha con Biểu cảm trên gương mặt nó thay đổi Nó à khóc ôm lấy mình Cô giáo trẻ bối rối tách bé Hạ và mình ra Nhưng tay bé cứ bám chặt vào áo khoác của mình Cuộc dằn co dữ dội đến nỗi Túi áo của mình trách bụt chỉ Lạ thật Bình thường con bé luôn ngoan ngoãn Chưa bao giờ phản ứng dữ dội như thế này Cô giáo dỗ bé con để bố đi làm Bố kiếm tiền nuôi hai mẹ con nè Nó trồng trồng hai hàng nước mắt Bố sắp làm bố người khác rồi Bố không thương Su nữa Bố chỉ đưa Su đi học nốt lần này Mình điến người Làm sao mà con bé lại biết được chuyện đó Tim người làm cha ứa máu Mình nuốt nước mắt vào trong mỉm cười ôm con Ai nói với Su như vậy Bố đi làm, chiều tối bố lại đến đón con Rồi bố con mình về nhà ăn sườn sốt chua ngọt Con bé tin là thật Nó hít một hơi thật sâu Miệng toe toét cười Dơ ngón tay út nhỏ xíu lên mốc nghéo với tay mình Chờ khi cô giáo chậm trải đưa con đi vào trong, mình suy sụp, nhìn một vạt áo dính đầy sốt cà chua như những bông hoa. Mình đã nói dối với con, đúng là một người bố tồi, không cho con được một gia đình hạnh phúc. Hậu ly hôn, mình có người mới, mình vẫn đưa bé Hạ đi chơi vào những ngày cuối tuần, cho đến khi vợ mới của mình có thai và sinh em bé. Thời gian của mình dành cho con ít dần, từ 4 lần một tháng thì giờ chỉ còn 1-2 lần, tháng vợ mình sắp sinh mình không gặp bé lần nào. Đến khi cô con gái mình tròn 2 tuổi, vợ mình thấm, đề nghị đón bé Hạ về dự sinh nhật cùng với em. Khi đó Hạ 7 tuổi, con bé vui lắm, nhìn cái cách nó hát líu lo trên xe ô tô thì biết. Mình nghĩ chắc hẳn nó sẽ dễ dàng đón nhận bé An, em gái cùng cha của nó. Hạ vốn là đứa trẻ hòa đồng và rất thích chơi với trẻ con mà. Chuyện nằm ngoài dự đoán của mình, mà con bé tối sầm lại khi thấy bé An. Nó nhìn mình bằng đôi mắt dò xét, khó hiểu, nhưng không hỏi bất cứ điều gì. Bố mẹ nhìn thấy bé Hạ tới mừng lắm. Lâu rồi ông bà không được gặp cô cháu nội đáo để này. Xu con ông bà đâu rồi, lại đây ông bà bế nào. Nó nhanh chóng đi tới, ngồi vào lòng ông nội. Em gái mình, cô nó, khen. Giống ông nội y như đúc, học giỏi lắm đấy. Bữa mẹ nó kể đi thi hùng biện được giải nhất. Mình biết Thắm có mối quan hệ không tốt với bố mẹ mình. Tất nhiên bé An sẽ không có sự yêu chiều như bé Hạ Cộng thêm vợ cũ của mình Không đi thêm bước nữa Khiến hai ông bà càng thương hơn Mọi chuyện vô cùng tốt đẹp Cho đến khi vợ mình cầm tay An cắt bánh Bé Hạ bỗng chạy tới đẩy vợ mình ra Thấm trao đảo suýt nữa thì ngã cả mẹ lẫn con Mình tức quá đánh vào mông bé quát Sao con hư với gì vậy nó nằm nhoài ra khóc bà lên Nghiến răng nói Bố là bố người khác rồi Bố không thương con, con ghét gì, con ghét em Ông nội nhìn con bé lăn ra Dĩ dụa thì xót lắm Ông chạy lại bế nó lên À ông xem nào Em này là con của hàng xóm Xu muốn cắt bánh không, để ông giúp nào Nó nín khóc liền, quay ra nhìn thấm Với ánh mắt cực kỳ thỏa mãn Đến mình còn sốc trước dáng vẻ khoái chí của nó Vợ mình nghe bố nói vậy, mặt em buồn hẳn. Suốt buổi tiệc, em bế An và chỉ nhìn xuống đất. Mình chứng kiến cảnh này mà bất lực không thể tả. Sinh nhật An mà thành ra sinh nhật Hạ lúc nào không hay. Mình không biết phải làm thế nào để có thể gắn kết tình cảm giữa Hạ và vợ mình nữa. Chuyện này cứ kéo dài mãi, người tổn thương vẫn là những người mình yêu thương thôi. Chào mọi người, em là nữ, năm nay 21 tuổi có ai ở đây giống em không bị người yêu chia tay ngay từ lần đầu hẹn hò tụi em là bạn học với nhau cũng hiểu tính cách đôi chút rồi nhưng khi đâm đầu vào yêu em mới thấy khác hoàn toàn trong tưởng tượng của em tình yêu lúc này không phải màu hồng nữa mà nó chuyển sang màu nhạt của nước ốc phải nói là nhạt hơn nước ốc thì đúng hơn ai đời yêu nhau mà một tuần anh nhắn tin cho em được có hai lần mà lần nào cũng là lúc đêm muộn lại còn hỏi em ăn cơm chưa đi ngủ đi anh ngủ đây em còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc em còn cảm tưởng mình chưa hề có người yêu luôn á mọi người đang nghĩ yêu đương như thế thì nên chia tay quách đi cho xong đúng không ạ à? nhưng không mọi người ạ à. khi nào yêu vào rồi mới thấy lý trí chẳng còn tồn tại xíu nào cả ấy thế mà bọn em cũng yêu đơn ấy thế mà bọn em cũng yêu đương cả mấy tháng trời Thế rồi tối đó anh rủ em đi chơi, ngắm phố phường, em không chần chờ gì mà đồng ý luôn. Cũng háo hức gặp người yêu lắm, em chuẩn bị quần áo make up từ tận 5 giờ để chỉnh chu xinh đẹp hơn. Thế nhưng đời có ai ngờ đâu ạ, à? lúc em tràn trề hy vọng vào một buổi hẹn hò thật lãng mạn, thì anh lại tạc cho em gáo nước lạnh to đùng. Ai đời đi hẹn hò mà anh mặc áo ba lỗ, quần đùi, đi tông lào, râu không thèm cạo, tóc cũng chẳng chảy, đã thế lại còn đi con xe cà tàn, kêu đâu như là kêu như là sắm ấy. Nói thật là em bị sốc, tại hồi đi học anh cũng ăn mặc bảnh bao, sơ mi trắng quần Âu, chuẩn boy Hàn Quốc luôn. Không phải em chê bai hay kỳ thị, nhưng mà em nghĩ ít nhất buổi gặp đầu tiên phải tử tế lịch sử chứ, bỏ qua về cách ăn mặc đi. Em cũng đồng ý lên xe anh đều đi chơi, suốt dọc đường em im lặng, anh cũng im luôn, làm em gãi chết đi được. Cứ nghĩ là anh sẽ đưa em đi đâu đó ăn hoặc đi uống nước nhưng không anh đưa em lên đập ngồi ở bãi cỏ ngắm sông lúc này em mới hỏi sao đi chơi mà anh lại ăn mặc như ở nhà vậy em cảm giác anh không tôn trọng em lắm anh gắt lên với em thì mặc như này có sao đâu em anh vẫn hay mặc thế mà còn nói thật anh không tôn trọng em á thì anh chả đưa em đi chơi làm gì đúng là đã đưa đi chơi rồi còn rõ lắm ý kiến ý cò đâu đâu em hơi bực mình nhưng vẫn nhẹ nhàng em chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi chưa có bảo gì đâu ạ à. Thế mà anh vẫn cau mày nói, em nghĩ cái gì, nó thực tế hơn đi. Anh thế nào thì kệ chả liên quan gì đến em, mà em cứ xen xen cái mồm vào nói, đúng là loại đàn bà con gái đó vô duyên còn lắm mồm. Em tức lắm mọi người, nhưng mà em cũng nghĩ là thôi, chắc do anh áp lực công việc nên mới vậy, nên em cũng chả nói gì nhiều. Thấy em im, anh lớn tới luôn, nói cho để mà biết, đã sai rồi còn gân cái mồm lên cãi, thế này mà lấy nhau về thì chắc ăn vả suốt ngày. Em cũng đến cạn lời, cố chuyển sang chủ đề khác nói chuyện được một lúc thì anh bảo anh có việc đưa em về trước thật ra từ lúc anh nói như thế em đã không muốn ở lại rồi nhưng nghĩ cứ ngại ngại nên ở lại cho vui nay anh đã nói vậy thì em cũng đồng ý luôn vừa lúc hợp ý em nữa anh cũng chỉ chở em về đầu ngõ rồi kêu em tự về anh còn có việc bận em cũng kệ rồi đi bộ về nhà về nhà em còn chưa kịp thay đồ tẩy trang thì tin nhắn từ ảnh đến anh thấy mình không hợp, mình dừng lại đi em. Nếu chúng ta có duyên năm 10 năm sau chúng ta gặp lại, lúc đó anh sẽ yêu em lại một lần nữa. Chúc em hạnh phúc và sớm tìm được người phù hợp với em hơn. Ủa alo? What the hell? Mọi người em làm gì sai hả? Em càng nghĩ mà càng bực. Nhưng một thời gian sau nghe các bạn kể lại mới biết, thực chất anh không phải là một người như vậy chỉ tại sau một lần đi tông ra giếng rồi bị té nên anh mới thay đổi tính nết như vậy từ một boy hàn quốc giờ lại thành dở dở ương ương thương anh người con trai té giếng em có một anh người yêu là dân kỹ sư xây dựng em không rõ về nghề của anh lắm chỉ biết mỗi ngày anh phải luôn tiếp xúc với khói bụi phải đi thực nghiệm công trường thường xuyên để tính toán và thi công các công trình dự án từ phía công ty giao Công việc của anh nói chung vất vả, anh cũng có ít thời gian dành cho hai đứa. Nhưng hiểu được cái cực của dân kỹ sư như anh, nên em cũng không đòi hỏi nhiều. Chỉ khi nào hai đứa thật sự rảnh thì mới đi chơi cùng nhau, còn lại thì hay nhắn tin cho nhau vài câu mỗi ngày. Em biết ai cũng có công việc của riêng họ, bản thân em cũng vậy. Em không vội vĩnh hay nài nỉ người yêu em phải làm cái này cái kia cho mình. Nhưng em có một nguyên tắc là dù bận đến mức nào cũng phải nhớ những ngày đặc biệt của cả hai. Và rồi cuối cùng cũng tới ngày hôm đó, ngày sinh nhật của em mới thức dậy em đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ mọi người, từ anh chị em tới bạn bè thân thiết rồi đồng nghiệp xã giao. Dù không thân thiết nhưng một số người vẫn gửi cho em một lời chúc. Ấy vậy mà ông người yêu của em lại không có một động tĩnh nào mọi người ạ. À. Xem có tức không? Em quyết không nhắn trước để xem mà ông có nhớ đến ngày đặc biệt này không. Nửa ngày trôi qua, không một lời chúc, một lời hỏi thăm hay là một tin nhắn em nghĩ mà ấm ức, tại sao mỗi dịp sinh nhật của ổng, em nhớ đến mùng một đều tặng cho ổng những món quà và đều chúc ổng những điều tốt đẹp. Vậy mà đến bây giờ ổng lại như vậy. Em tức vì không phải không được nhận quà, mà em tức vì đã có giao hẹn, ít nhiều gì mình cũng phải học cách trân trọng lời nói của người yêu chứ. Cứ như vậy đến tối, em vẫn không nói năng gì. Tầm 7 giờ anh nhắn dòng tin nhắn đầu tiên. Em ơi, hôm nay anh bận công việc quá, quên hỏi thăm em. Em thấy dòng tin nhắn mà em tức điên hơn Bận gì thì bận Công việc thì cũng có giờ giấc đàng hoàng Ai đâu lại đi kiếm cớ Người ta bảo cấm có sai Muốn thì tìm cách Không muốn thì tìm lý do Đợi mãi vẫn không thấy trả lời Nên anh gọi điện Đang giận vậy mà còn gọi Cái tên này chán sống rồi Em bơ luôn Nhưng mà anh ta cứ gọi hoài Không nhấc máy cũng không được Em vừa bắt máy Thì đầu dây bên kia vang lên Giọng nói hớt hải Em ơi em sao vậy Em giận đùng đùng mà trả lời Tôi trả sao Tôi nghĩ tôi không còn quan trọng trong mắt người khác nữa Nghe đến đây anh vội bảo Em ra ban công đi Nghe tới đây mọi người hiểu cảm giác không Đang bực mà hắn chả thèm dỗ Cũng chả thèm xin lỗi hay đá động gì tới sinh nhật của mình Mà lại còn bắt mình làm này làm nọ Nhưng nghĩ lại cũng hơi kỳ Bảo người ta ra ban công làm gì Nhưng thôi kệ em cũng ôm cục tức này Làm theo lời hắn Vừa bước ra ngoài ban công em quát lớn vào điện thoại Bảo tôi ra ngoài này làm gì Gió có lạnh mấy đi nữa cũng không thổi được ngọn lửa đang đốt trong lòng tôi đâu nghe em quát anh dịu giọng nói nhìn xuống sân đi bất giác theo quán tính em nhìn xuống và trời ơi cảnh tượng diễn ra trước mắt làm em sững sờ vài giây cái tên kỹ sư khô khan ngày nào cũng công việc công việc kia thì giờ đang trong một bộ vest lịch lãm cầm một bó hoa lấp lánh và một túi quà lớn đang vẫy tay với em không để em hỏi anh nói mau xuống đi anh dẫn em đi ăn Hứ, hắn ta vẫn nhớ Chứ không quên ngày sinh của mình Em mừng thầm trong bụng Buổi tối hôm đó anh người yêu đã đưa em tới một nhà hàng Với set up sẵn trong hình xếp sinh nhật Không gian ấm cúng với chiếc bánh kem trên bàn Anh hát chúc mừng sinh nhật Và xin lỗi đã để, để em phải đợi lâu Anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi Anh giỏi lắm Không đến sớm là anh tới công chuyện với tôi rồi đó Nói chơi vậy thôi Chứ có người yêu như thế thì cũng không tồi mọi người ha Không cần phải mỗi ngày đều quấn lấy nhau Nhưng vẫn luôn nhớ về nhau Quan tâm nhau và đặc biệt là Không quên những dịp đặc biệt Vậy là đủ rồi ha Mình mất 500 nghìn vô duyên thế nào Hôm nay mình tốn 500 nghìn Vì một điều rất chi là ngớ ngẩn mọi người ạ à. Năm nay mình 29 tuổi mới sinh bé được 10 ngày Xin bé xong thì mình ở nhà chồng và được mẹ chồng chăm sóc rất chu đáo. Nhưng quan niệm của những người xưa là sinh xong thì cả tháng không được tắm gội. Mình biết như vậy là rất phản khoa học, nhưng mà vẫn không dám cãi vì sợ mất hòa khí giữa mẹ chồng với con dâu. Nhiều khi năn nỉ lắm, tại người với đầu ngứa ngáy khó chịu lắm rồi, mẹ mới cho mình tắm chứ không cho gội đầu. Mà mùa này nắng nóng, mọi người ai đã từng đẻ sẽ hiểu cảm giác của mình thế nào. Chỉ muốn cạo đầu cho nhẹ thôi. Trời ơi, bao nhiêu ngày mồ hôi bê bết, cái đầu mình nó ngứa không thể chịu nổi. Mình thèm cái cảm giác được ra tiệm gội cho sạch sẽ. Sau đó massage thư giãn vô cùng. Rồi ngày đẹp trời cũng tới, khi bố mẹ chồng mình đi hỏi vợ cho thằng em chồng. Chồng mình thì đi làm, ở nhà không còn ai, nên mình dự định sẽ trốn đi gội. Nhưng mình không thể bỏ bê con để đi tiệm gội được. Mình chợt nhớ đến đứa em họ của chồng Nó cũng mới học nghề gội đầu làm móng xong Thỉnh thoảng nó cũng nói mọi người trong gia đình Thử kiểm tra tay nghề em nó đủ để mở quán chưa Lòng mình vui như mở hội Mình gọi ngay cho nó hỏi Em ơi rảnh không Tới nhà gọi dùm cái đầu giúp chị với coi Ngứa quá không chịu nổi rồi Nó cười trả lời Ok năm sĩ là được phục vụ tận giường Mình tưởng nó nói giỡn Nên chỉ cười và bảo nó tới nhanh nhanh nha Tại tính con bé cũng hay nhây nữa 15 phút sau nó tới mình để con ngủ trong phòng, sau đó ra ngoài, lấy cái giường xếp ra và nằm trên đó. Nó giúp mình xách một xô nước với một cái thao vô, rồi gội đầu, rửa mặt, massage cho mình. Thật ra em nó gội cũng như người bình thường gội thôi à. Chắc do tai nghệ mới, giờ có người gội cho cái đầu là tuyệt vời rồi. Còn đỡ hơn là để cái đầu bết bết, đầy gạo. Chuyện gì tới cũng tới, tầm 20 phút sau, em nó gọi xong. Đúng là cái đầu như được thông, nó sáng khoái gì đâu. Đang sướng thì thằng chồng mình về Thấy vợ được gội đầu massage thì cũng thích Chạy lại bảo con em họ gội luôn cho cái đầu Nằm xuống tận hưởng thay nghề của con em vừa khen Chà, có con em có nghề khác bọt hẳn Gọi xong hai cái đầu mình và chồng cảm ơn rối trích Vào phòng lấy dưới gói 200 nghìn đưa cho em nó Tại chồng mình cũng nói gọi đầu ngoài tiệm bình thường 50 nghìn Nhưng là con em trong nhà nên đưa thêm cho nó Khi thấy mình đưa tiền ra Thì em nó mặt phụng phịu nói Ủa, năm sĩ mà bà chỉ Sao đưa có từng đại vậy với lại năm xị là đầu chị thôi Còn đầu anh nữa nên tổng biêu là một cũ nha Mình mới đứng hình tại chỗ hỏi lại Là em nói thiệt á hả Gọi một cái đầu này năm xị luôn hả Chị tưởng em đùa chứ Con bé mới cười Nó thản nhiên trả lời lại Ơ à, ai giỡn với chị trời Dù sao em cũng báo giá trước cho chị rồi Lại còn cất công qua nhà gọi cho chị nữa Mà chị cũng đồng ý rồi mà Giờ chị định bùng hả Chồng mình nghe cũng ngớ người Khiếp Tay em là tay vàng tay bạc hả Sao mà chặt chém anh chị ghê thế Con bé bắt đầu biểu môi nói Thế anh chị có thanh toán cho em không thì nói Nghe con bé nó bắt đầu khó chịu rồi Nhưng giờ lại cãi nhau chỉ vì vấn đề gội đầu Thì nó cũng kỳ Thế là mình đành ngậm ngùi Vào phòng lấy thêm tiền đưa cho nó Con bé khi nhận được tiền thì hớn hở nhìn mình Đó giữ lời như này thì có phải hơn không Khi nào chị muốn gọi nữa thì cứ gọi em Em đến tận nhà gọi cho Khiếp tôi có thừa tiền đâu mà tốn 500 đi gọi cái đầu Chồng mình khi thấy đứa em về thì quay qua trách mình Sam dại vậy nó báo giá mà không chối luôn đi Tự nhiên mất quan một triệu Bình thường gọi có năm chục mà massage dịch vụ thích lắm Từng ấy tiền chắc đi được cả tháng Tiếc thế Mình cũng bất lực nói lại Ai biết đứa em họ anh nó nói lại nó thật Anh em với nhau lại báo một cái đầu 500 thì ai mà tin nổi À sao anh biết giá rồi mà còn dịch vụ massage gì đó nữa Anh giấu từ đi massage gọi đầu đúng không anh chồng mình cũng bối rối Cũng thú nhận là hay đi gội đầu Ở mấy quán to to Có mấy em chân dài Rồi còn bảo đợi mình khỏe hẳn Thì cho đi gội đầu tai nghề các em đỉnh lắm Mình đúng bó tay cái ông này luôn Không có vụ cái đầu 500 nghìn Chắc chồng cũng chả rủ mình đi gội đầu đâu Mà nhắc tới cái vụ gội đầu của con em họ Mà vẫn cây đến giờ Nó mà mẫu quán chắc hút máu khách quá Em 20 tuổi, anh người yêu 23 tuổi, Em và anh yêu nhau được 2 năm và mới chia tay nhau cách đây một tuần. Với lý do anh ấy đưa ra là công việc của anh chưa ổn định nên anh muốn tập trung vào công việc. Anh không muốn em lo nghĩ cho anh quá nhiều. Em cũng nên tập trung vào học tập đi. Hai đứa nên có thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này. Anh sợ em sẽ vất vả về sau khi anh chưa có công việc ổn định tất cả những lý do mà anh ấy đã đưa ra như thế nên em không thể nào chấp nhận được vì em chưa bao giờ tỏ áp lực đối với anh ấy là phải thế này hay thế kia vì em đã sẵn sàng chấp nhận tạo mọi điều kiện để anh ấy có thể phát triển công việc được tốt nhất có thể miễn sao anh ấy thấy vui vẻ và thoải mái nhưng cuối cùng anh ấy nhất quyết vẫn chia tay cho bằng được và nói rằng hai đứa cần suy nghĩ lại về mối quan hệ này nên em cũng đành chấp nhận lời chia tay đó từ anh ấy dù trong suy nghĩ không hề mong muốn Tròn một tuần sau khi hai người chia tay nhau thì anh ấy công khai luôn người yêu mới trên Facebook. Em mới tò mò vào và tìm ra Facebook của người con gái kia. Chị ấy sinh năm 99 vừa mới tốt nghiệp, gia đình thì cũng giàu có. Thấy đưa lên Facebook ảnh ngồi nhà to đùng, khoe những chiếc xe như là SH hay là ô tô. Hơn nữa chị ấy lại là con gái của sếp nữa nên em mới nhắn tin cho anh người yêu của em anh nói hai đứa cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ giữa em và anh anh muốn tập trung vào công việc cơ mà thế này là thế nào anh không muốn giải thích nhiều nữa vì mọi chuyện đã qua anh chỉ nói rằng anh nói là như thế nhưng cơ hội đến thì có khi nào một người nào đó sẽ từ chối nó không em có phải là anh nhất quyết chia tay em là để yêu chị ấy đúng không thôi em nghĩ thế nào cũng được mà em nghĩ anh là thằng con trai ham vật chất ham giàu có sống thực dụng cũng được đừng làm phiền để anh được đi theo con đường mà anh đã lựa chọn nữa. Và mình còn phát hiện ra hai người họ đã yêu nhau được 6 tháng rồi. Hóa ra 6 tháng cuối cùng đó anh ấy đã yêu cùng một lúc hai người, bắt cá hai tay. Vì chỉ khi có điều kiện nhà giàu có nên anh ấy mới sẵn sàng và quyết tâm chia tay em như thế. Ôi bây giờ văn mẫu của các anh chia tay để tập trung cho sự nghiệp rồi cái sự nghiệp của anh là đi chui vào trong gầm chạng nhà người ta thôi. Tôi lấy vợ rất muộn, Vợ là người thành phố, con nhà danh giá. Nhưng với nỗ lực và cố gắng của mình, tôi độc lập về kinh tế, không phải dựa bóng nhà vợ. Kết quả sau nhiều năm yêu nhau của chúng tôi là đứa con trai đầu lòng khấu kịnh đáng yêu. Từ ngày có thằng mỏ, nhà bên vợ tôi rất đông người tới. Ai cũng đòi được bé nó nũng nịu. Bà ngoại thằng mỏ là người rất khó tính nói. Ông nội bé cháu đứt tô một chút này. Cha đưa tay ra định bế thì bà ngoại khừng lại. Trời ơi, tay ông nội sao thế? Thế thì hỏng da của cháu mất. Bà ngoại giữ thằng mỏ lại trong lòng, vừa nói vừa nhìn bàn tay cha tôi dò xét. À, à, vâng, tôi lỡ để tôi đi rửa. Cha tôi ấp úng rồi đi ra nhà sau để rửa tay. À, chắc ông mới làm thang đó má. Tôi nói đỡ rồi theo cha ra sau. Mọi người lại xúm lại đòi bế thằng mỏ. Cha tôi rửa tay và đúng là ông làm thang thật. Ông phơi mớ thân củi mang từ quê lên để cho vợ tôi nằm hông, chịu khỏi nhức mỏi đau lưng sau này. Nhưng ông làm xong từ sáng sớm rồi kia mà. Lẽ nào cha tôi đã già nên lẩm cẩm rồi. Chẳng còn nhớ mà rửa tay nữa. Sau chuyện bàn tay, cha tôi chưa bế cháu mỏ một lần nào. Không chỉ vì ánh mắt e dè của bà ngoại thằng mỏ, mà có lẽ ông tự ái. Ông muốn mọi người được vui. Và hơn hết, ông thương thằng mỏ. Cho đến một ngày, khi tôi đang đi công tác tỉnh, vợ gọi điện. Chồng, về nhà đi, ông nội vào viện rồi. Tôi về ngay, về liền. Cha tôi đứng lên chiếc ghế đẩu để phơi tả cho thằng mỏ thì bị trượt ngã. Khi tôi về đến nơi, ông đã tỉnh. Bác sĩ bảo chỉ bị chấn thương nhẹ, cần điều trị vài ngày là hết. Tôi thở phào. Bà ngoại và vợ nhìn tôi ái ngại. Tôi về nhà lấy đồ cho cha, tôi lục túi của ông một ít quần áo một tút thuốc quê đã hút phân nửa và một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay màu nâu cũ kỹ một chiếc bút được kẹp ở giữa tôi tò mò mở nó ra ngay trang đầu tiên đang bị kẹp bút tôi đọc lên vậy là cháu nội tôi đã chào đời được một tuần nhìn con trai vui mới biết mình đã già đã sống hết phần đời mình mất rồi buồn vui lẫn lộn khi về bên kia gặp vợ có thể an lòng Nhưng mà sao già này buồn quá Muốn được ôm thằng mỏ vào lòng quá Già này nhớ những tháng ngày khi xưa Khi vợ bỏ lại hai cha con ra đi Một mình nuôi con trai Một mình bế nó trên tay Một mình cho nó uống sữa Một mình ru nó ngủ trong đêm thâu Ôi mới như hôm qua đi thôi Mà sờ lên mái tóc Đã bạc trắng mất rồi Con trai à Cháu mỏ à già này yêu hai cu lắm Bàn tay chết tiệt này Sao mày lại dở chứng đúng lúc thế Tôi lật tiếp những trang viết đầu Những ngày tháng đầu đời Vợ, anh nhớ em Nhớ nhiều, anh không có gì để ví được Em yên lòng Anh sẽ nuôi con Anh sẽ sống cho cả hai cuộc đời Anh sẽ làm được Vợ, anh không chịu được nỗi đau này Vợ ơi, dài lắm Tôi đọc mãi Đọc mãi, Đến lúc những dòng chữ ngoẹt ngoạc của cha nhòa đi bởi nước mắt tôi nhỏ xuống, tôi mới dừng lại. Cha viết nhật ký, ông giấu tôi kỹ quá, giấu tài quá. Ôi, người cha già của con. Tôi phải lén đi ra, bởi không muốn ai nhìn thấy mình đang khóc. Rồi phi ngay xe tới bệnh viện. Cứ tưởng được làm cha, cảm thấu được nỗi thương xót khi cha mình đã ở tuổi xế chiều. Nhưng mà, thực sự giờ tôi mới nghiệm ra một điều, là với cha mẹ, dù mình có đi mồn cả lối đời cũng không thể nào thấu hết những tình thương yêu mà họ dành cho con cái không thể hết được đâu cho nên dù ở vị trí nào cũng chỉ biết sống cho tốt cho thật tốt thế mà vẫn cảm tưởng như tình cảm mình đáp lại cho mẹ cha cũng chỉ là gau nước giữa đường khô nắng cháy mà thôi những hình ảnh về cha hiện lên trong đầu mắt tôi đỏ ngầu hoang lệ chứa chan tôi chạy lại mặc kệ ai nhìn mặc kệ là gì đi nữa Tôi ôm lấy cha Tôi quay mặt vào tường Cho những giọt nước mắt lăn chảy không ai thấy Tôi nói trong tiếng nấc Cha, xin lỗi cha